Hi, xin chào tất cả mọi người, lại là Vân đây. Thời gian qua thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi là không biết là Vân đang ở đâu, cuộc sống của Vân như thế nào. Thì bây giờ thì Vân sẽ review cũng như là Vân chia sẻ sơ sơ về một cái những cái góc nhỏ cuộc sống xung quanh Vân và cũng như là nhà mà Vân hiện tại Vân đang ở, để cho mọi người có thể hiểu hơn về Vân cũng như là cuộc sống của Vân nha. Bây giờ mời các bạn đến với bước vào căn phòng đầu tiên, đó chính là phòng khách. Tiêu tiêu. Phòng này thì cũng nhỏ thôi mọi người, cũng không có lớn lắm. Không gian này thì là một cái không gian mà Vân nghĩ là sinh hoạt chung của gia đình. Và ở trong đây thì những cái nội thất mọi thứ thì Vân cũng tự mua tự phối luôn. Bởi vì mình nghĩ là không gian nhà của Vân thì đa phần là chỉ là màu trắng rất là đơn giản thôi. Thành ra là Vân thường hay kết hợp những cái màu bàn sofa, ghế sofa rồi bàn như thế này để cho nó tạo thêm hiệu ứng. Còn tranh đó là cái tranh mà Vân và ba Vân vẽ rất rất lâu rồi, nên là Vân cũng treo lên luôn. Thì những cái góc nhỏ nhỏ xinh xinh ở trong đây thì mình sẽ có một cái bàn cà phê, một cái tủ cà phê, nhưng mà đây hoa của chị Phương tặng đẹp quá để đây. Bàn cà phê bữa giờ bận quá chưa pha ly cà phê nào hết, nhưng mà có ngồi uống trà nha. Và có một cái không gian mà Vân nghĩ là Vân rất là thích. Và Vân nghĩ là ví dụ giống như là các bạn nào đã từng được đến một cái nơi mà có một cái không gian riêng, và Vân nghĩ là không gian này sẽ làm cho mình cảm thấy rất là mát mẻ, cảm thấy rất là thoải mái, đó chính là khu vực sau này. Và đây, đó chính là chiếc rèm cửa rất là đẹp, rèm điện mọi thứ rất là đẹp, đến từ anh Lâm rèm, anh Lê Lâm rèm công nghệ cao. Và anh Lâm là người đã làm cho Vân những cái này. Thì Vân rất là thích cái không gian này, nên là mình sẽ mở ra cho mọi người coi nha. Đây, đây là một cái không gian mảng xanh mà mình rất là thích. Và Vân thấy được là cái không gian này là cái không gian mà thường á là mỗi buổi tối hay là buổi sáng gì đó mình có thể ngồi và mình có thể chill một buổi chiều. Đây, chậu cây của Miss Earth Việt Nam bữa được tặng để đây. Mình ngồi đây thì mình cảm thấy rất là thích. Và nhà này thì Vân cũng mình thì thiết kế không đẹp, cũng không có rành, cũng không có giỏi lắm, nhưng mà mình cũng tự lên một cái không gian sống với những cái sở thích của riêng Vân, nên là đây là một cái không gian mà của Vân. Mỗi ngày Vân sẽ sinh hoạt ở đây cũng như coi TV mọi thứ ở đây và chiêu ở đằng sau kia. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến một căn phòng tiếp theo của ngôi nhà của Vân nha. Mời các bạn. Đây là nơi mà Vân làm việc. Một góc nhỏ xíu thôi, nhưng mà Vân nghĩ là chứa đựng rất là nhiều thứ. Bởi vì chỗ này thì bởi vì do là một cái không gian này thì cũng không quá rộng đâu, nên là Vân đã gom hết gần như là tất cả những cái sở thích của mình, tất cả những cái gì mà mình quý nhất, mình thích nhất thì mình sẽ cho lên cái khu vực này. Đây, mọi người thấy là búp bê. Búp bê là một trong những món mà Vân nghĩ là không thể thiếu. Còn đây là gấu bông của các bạn fans tặng, nhưng mà mình chưa có trưng lên được hết tại vì cũng ít không gian, còn kia mình cất lại. Còn này là mình được một số em gấu thôi. Và đây, đây là búp bê, nhà búp bê của Vân. Nhưng mà do là bữa giờ mình cũng trộm vía nhiều việc, bận quá, nên là Vân chưa có thời gian để mà sắp xếp lên để mà chụp hình. Tại vì bữa giờ cái kênh mà Bambi Tiny của Vân cũng đang đứng hình, bởi vì do là bận quá chưa có chụp hình để. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một căn phòng mà Vân rất là thích, đó chính là phòng ngủ. Trước khi đến với phòng ngủ thì Vân giới thiệu đây là tranh Vân vẽ nha, vẽ lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp treo lên. Ok, mời vào. Mời cả nhà vào phòng ngủ của Vân. Nói chung là phòng ngủ của mình thì cũng đơn giản, nhẹ nhàng thôi, không có gì hết. Nhưng mà phải nhất quyết phải có cái tủ lạnh nha. Phải có nước uống, một ít nước hoa thôi. Không có chơi nước hoa nhiều, không có xài nước hoa nhiều. Có nhiêu đây thôi. Rồi trong đây là một cái phòng, đó chính là walk-in closet. Phòng mà Vân rất là thích. Trong đây là Vân nghĩ là rất là quan trọng, đó chính là hai chiếc vương miện của Vân. Quá là đẹp rồi. Thôi, giấu lại. Đó, bữa giờ túi thì mình không có nhiều, mình chỉ có một vài cái túi nhỏ nhỏ, xinh xinh, đơn giản. Và thường thì
rất là thích màu nhưng mà mua màu kìm nén lắm, mà mua mấy màu thôi, nhưng mà mình hay mua mấy cái màu mà đơn giản một xíu để mình dễ mặc đồ. À, đó là không gian đồ đẹp quần áo của Vân. Còn đây, Vân nghĩ đó chính là một cái không gian mà cũng rất là chill, đó chính là nhà tắm. Nhà tắm của mình có làm một cái phòng xông khô. Vân thấy rất là hợp lý, bởi vì đôi khi mình mệt đó, mình chỉ cần xông khô một xíu thôi là tự nhiên một hồi cái mình khỏe. Rồi cái bồn là một cái bồn mà Vân đắn đo suy nghĩ rất là nhiều khi mà Vân quyết định Vân chọn một cái bồn tắm tròn, rồi vẫy cá rồi đó. Mình ước là mình sẽ trở thành một nàng tiên cá đời thật. Tiên cá mắc cạn nha mọi người. Còn đây là mình sẽ có phòng tắm đứng riêng và toilet riêng, hai phòng chia ra để cho nó vệ sinh. Tiếng gì vậy? Tiếng xả nước, cái đó nó tự động nên hay xả nước. Rồi mình cũng thích mấy cái đồ ủi áo nè, có mấy cái tủ ủi áo. Và ngoài này, đây là cái chỗ mà Vân thấy Vân cũng rất là thích. Đây, một cái góc nho nhỏ ở ngoài đường. Đây, có ghế, có bàn và có mấy cái cây. Được cái cây ở trên đây rất là thích nhưng mà rất là hay quên tưới. Vân nghĩ là Vân có một cái này Vân muốn khoe với lại các bạn. Đó là một cái món mà Vân nghĩ là Vân không thể thiếu. Đó chính là con gấu ghiền. Vân đã đem con gấu ghiền này đi khắp mọi nơi, đi nhiều nơi, các tỉnh. Kể cả khi mà Vân đi công tác, Vân nhiều khi Vân vẫn ẵm theo. Và bây giờ thì Vân đã chuyển một số nơi nhưng Vân vẫn ẵm theo. Và bây giờ mình về nhà mới mình vẫn ẵm theo và mình rất là ghiền. Không biết có ai ghiền gấu ghiền giống Vân, nhưng mà Vân ghiền lắm. Cũng như mọi người thấy thì không gian sống của Vân thì nó đơn giản thôi và không có làm trang trí gì nhiều hết. Tại vì Vân thì Vân thích cái gì đó nó đơn giản, và một phần nữa là do mình cũng tự làm, mình cũng tự thiết kế nên là đa phần thì mình sẽ làm nó đơn giản giống như vậy. Và đó là một cái không gian sống, và đặc biệt đó chính là một cái nơi mà Vân ngủ mỗi đêm.